Ý Huệ là tên của Phạm Nhân. Bị chồng chết chết vì ghen tất, lấy chồng mà chẳng giữ lòng chung thủy. Cứ đi mèo má gà đồng suốt ngày, giao du với trại thành. Cho em đọc, cho em đọc với. Làm vợ mà chẳng kinh truyền, không mà giữ đạo tàu khang, mà liên tiếp phạm sai lầm, mà sưu tầm trai tân nên mới ra nông nổi. Lại đúng là người hết chỗ chê. Không giữ đạo tàu cang, ra ngoài quan hệ luân tuân, khiến cho chồng con bị cấm sừng, lại chẳng lo mãi ông gia đình. Đón xem Diêm Vương Sử Án tập 26 Kẻ Ngoại Tình, phát sóng lúc 21 giờ thứ năm trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.